Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành có buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo huyện Kiên Hải về tình hình phát triển kinh tế xã hội 9 tháng năm 2021 và cho ý kiến xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành của Ủy ban Nhân dân huyện Kiên Hải. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Sạch, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy, cùng lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh. Trong 9 tháng đầu năm 2021, mặc dù tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng tình hình kinh tế xã hội huyện Kiên Hải cơ bản ổn định. Có 4 trên 7 chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đạt khá so với kế hoạch, trên 65%. 3 trên 7 chỉ tiêu đạt từ 45 đến 54%. Đối với công tác phòng chống dịch, trong thời gian qua, huyện Kiên Hải có 7 trường hợp F0 tại xã Hòn Tre. Đến nay đã điều trị khỏi bệnh 7 trên 7 trường hợp. Huyện đã chỉ đạo xét nghiệm PCR và test nhanh COVID-19 cho các đối tượng được 16.252 mẫu, lấy mẫu diện rộng để tổ chức thiết lập vùng xanh 3 đợt được hơn 4.400 lượt người. Tiêm ngừa vaccine COVID-19 được 5 đợt, trong đó tiêm mũi 1 có 4.028 trường hợp, đạt 30,82%, mũi 2 cho 944 trường hợp, đạt 6,91%. Vận động các tổ chức và cá nhân ủng hộ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, tổng giá trị trên 1,77 tỷ đồng. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành đánh giá cao huyện Kiên Hải trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phòng chống dịch trên địa bàn huyện trong thời gian qua, cùng với đó thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng năm 2021. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu lãnh đạo huyện Kiên Hải tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch COVID-19 có hiệu quả, vừa lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội theo kế hoạch đề ra. Tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện trong 3 tháng còn lại của năm 2021. Trong đó có sự phân công cụ thể từng ngành, từng lĩnh vực, từng chỉ tiêu, với quyết tâm cao nhất để đạt các kế hoạch đề ra. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị huyện cần tập trung phát triển thế mạnh kinh tế biển, khai thác nuôi trồng thủy sản, tập trung triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện, chỉ đạo thực hiện nghiêm luật thủy sản, tăng cường các giải pháp quản lý chặt tàu cá của địa phương, chấm dứt các trường hợp đánh bắt trái phép vùng biển nước ngoài. Khai thác thủy sản thì các đồng chí phải tăng cường hơn nữa để đảm bảo cái việc mà khai thác không vi phạm pháp luật vùng biển nước ngoài. Tôi cũng đề nghị là các đồng chí ở Kiên Hải là chúng ta phải rà lại tất cả các cái hộ dân chủ tàu trên địa bàn Kiên Hải. Trước đây có tàu thì bây giờ còn tàu hay không? Hay là đã bán cho người khác và đã chuyển hộ khẩu đi nơi khác? Để chúng ta xác định là không còn quản lý chủ tàu có hộ khẩu trên địa bàn mình nữa. Thì cái này mới được các đồng chí. Tôi đề nghị các đồng chí phải đi thống kê lại cái này. Theo số liệu tàu này vậy thì chủ tàu còn ở trên địa bàn hộ khẩu của mình không? Hay là họ chuyển đi nơi khác? Thậm chí là còn hộ khẩu nhưng mà bán phương tiện cho người khác. Thì các chỉ phải thống kê được cái này để chúng ta quản lý. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành đề nghị lãnh đạo huyện Kiên Hải tập trung thúc đẩy phát triển tiềm năng về du lịch, tập trung rà soát chuẩn bị tốt các điều kiện đón khách du lịch, thống kê đầy đủ số lượng người từ các tỉnh thành phố trở về tỉnh trong những ngày qua trên địa bàn huyện để thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, kịp thời chi hỗ trợ kinh phí theo đúng quy định. Để chuẩn bị cho năm học mới, huyện Kiên Hải tập trung xem xét điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên phục vụ công tác giảng dạy, huy động trẻ đến trường, tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung giải quyết khiếu nại tố cáo, tăng cường tiếp công dân, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường. Đối với các kiến nghị của huyện Kiên Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành yêu cầu các sở ngành phối hợp với lãnh đạo huyện để kịp thời có những giải pháp tháo gỡ.